Ok, what's up, trở lại anh em ơi. Vâng, vẫn cứ thế, vẫn lại là mình thôi. Và vâng, và rồi vẫn cứ như tôi đề. Ok, và rồi anh em có nhu cầu gì thông tin liên hệ cứ như thế nha anh em, ghi cho mình dưới phần comment hoặc là ở trong phần mô tả nha. Ok, thật sự hôm qua là một ngày tồi tệ anh em, quá chán luôn, đập thẻ nó cho anh em, nói chung là đi không lên được một kèo nào luôn, quá buồn. Xong rồi tối khuya mình đi xem anh bảy đá đã siêu cấp về cái kết thì nó không như mong muốn rồi anh em, mà anh em thì cũng đã biết hết rồi đúng không? Ok, đêm đó mới là một đêm không ngủ của mình anh em ơi, mình quá si, mình buồn luôn anh em. Một ngày nay mình khá là buồn anh em ơi, trong lòng như không còn sức sống luôn anh em, mà ôi không, qua đúng tồi tệ luôn anh em. Lập thẻ tuần đi anh bảy mất cúp luôn, đồng đội đá cúp máy bay luôn, chán thật anh em. Mà anh mày đã rơi lệ rồi, điều đó thật tệ anh em ơi. Trở lại anh em ơi, thôi bỏ qua mấy vấn đề đó đi, suy nghĩ cứ mỗi lần suy nghĩ về nó thì con tim này lại buồn thêm thôi. Ok thì rồi, quẹp mô mình cũng nói chung là cũng đã mua Ganacho luôn anh em ơi. Ok, mình chờ đợi không được anh em, mà mình quyết định là xúc luôn nha. Ok, mình muốn trải nghiệm quả Ganacho này thì nó quá nét anh em ơi, thật sự luôn, cháy lắm anh em. Tuy là thế lực hơi, nói chung là thế lực cũng hơi cấn đó thiệt. Nếu mà một cục nữa thì thêm đá, nếu một cục nữa thì khá là ngon rồi đó anh em. Ok, và rồi thêm nói chung là chạy thì không còn gì để nói anh em ơi, chạy 271 mình quét cánh xuống lắm anh em ơi, mình cầm ra chồng quét cánh ghét đi, nó mượt vãi cò anh em, đá lắm anh em, đã xuống quá phê rồi đó luôn anh em ơi. Ok, nói chung là thể hình nói chung là 1m8 ổn nên anh em, 72kg cũng được. Ok, chung bóng năm vậy thôi, chứ mà cái chân trái thấy cũng ngọt lắm anh em ạ. Ok, nói chung nếu mà Ganacho lên cộng 5 thì không biết tốc độ chạy như thế nào anh em ơi, có khi lên 300 mới chứ. Lên 300 húp luôn anh em, chạy xe đó nha. Ok, nó cho lên kè này qua thôi, chưa lên kè này qua được. Còn nó cho mở gối cho mẹ mình nữa, mấy đệm nó báo nữa nha anh em. Ok, nó hơi sợ mình hơi phân tâm điều đó nha. Ok, mở này cái này demo biết được chui hầm ra sao. Là máy ít thôi anh em ơi. Thôi thôi chị nha. Thật sự là cái gói nha, nói chung là cái sự kiện gọi là mới tạo ẹt cho anh em sự kiện gọi là được hai gói 115 đến 130, cái gói đi cho hai mấy ta? Cho 10 đúng không anh em? Mình thấy mà thôi, nói chung là thời gian mình không có nhiều nha, nên chắc mình không cài được điều đó rồi, xin lỗi sorry anh em nhiều nha. Ok, chuyến thôi. Nửa thì vui. Khó lắm anh em ơi. Một cái quan trọng gói này nè, gói 122 nè. Nếu nó chùi lửa thấp nặng của đời luôn, 122 đến 127 nha anh em, chui 127 luôn nào. Giao quả gọi là mai nền anh em, thằng khứa gọi là CDM mù anh em. Khứa đó chương 25 đùa anh em ơi, thế là cũng lỗ nó mà chương 25 bé CDM đi chứ. Quá có điều chỉ số ẩn là hơi bị đã nha. Nhưng mà hơi có một cái thể lực anh em với cái chân nữa. Ok, cho nên là chắc mình không mua em nó đâu. Một nhịp nữa, lửa thì lầm, không lửa thì thôi. Được lắm anh em ơi, dễ lửa 22 milu. Chém điều đó nha anh em. Hello, chào anh em. Trước khi đập thẻ cho anh em qua thì lên kèo đó đen cho người anh em gọi là Huy Hoàng anh em ạ. Ok, tiếp tục là người anh em Hoàng, hôm nay tiếp tục là trả 40 tội cho đó đen tốt anh em ơi. Ok, đó đen tốt khá hấp dẫn đó đây mình nha. Ok anh em ơi, vô thế nha. Ok, có nền thêm đánh giá không có lỗ anh em, mà gia TB nói chung là cũng bằng với giá cầu thủ chúng ta mua thôi. Min quy hầm hết. Ừ, chưa hầm khi lỗ chứ giam cầu thủ ba đú khi lỗ hơn á. Ok, nhưng mà chơi hầm vẫn vui hơn anh em, mà có cảm xúc. Một dịp nhiều thôi, không đi thêm gì điều này mới nhiều lửa luôn. Có thế, một tuổi nha. Hé tộc thôi. Chuyến nào một ngày là dứt anh em ơi. Nhịp làm gì mất thời gian thêm thôi. Cuộc đời nhân phẩm là chim hết mà đúng không? Tiếp tục không có lửa, một tuổi hai anh em mà. Tiếp tục thôi. Thứ thứ ba. Bấm luôn. Nổ nè. Có vậy, tỷ 2. Ok, hết thứ tư. Hết này chậm chậm lên em. Cái một nhịp xong rồi hết cuối là bỏ hai nhịp tâm linh. Lửa đi. Ui khó vậy anh em. Có thoát cảm giác nó giờ không biết chưa lửa bao nhiêu phần trăm, anh em biết anh em comment dưới nha. Ok. Cuối cùng hay nháy nha. Theo mình nghĩ chắc cũng chưa lửa gọi là 10% cho hầm thôi đúng không anh em? Còn nhiêu tất cả mọi thứ 90% cho TB. Quả 90% luôn hả? Nghe cái con số thật cao anh em ơi. Và lòng mình thật đau luôn nha. Khó ăn quá anh em. 116 hả? Ok, vô 116 nha anh em, vô thế luôn rồi. Quải rồi, 116 mình nhớ người anh em mua một con 13 tuổi nha anh em, 22 tuổi lỗ tỷ nè. Được hầm đi.
không ai muốn ra TV đâu thực sự. Một nhịp nha anh em, có cao giá trị cao cho nên chúng ta chậm dãy từ từ thôi. Đỡ nuối tiếc đi em ơi. 15 tuổi là lòi nha anh em, thật sự lòi. Thì đầu tiên chúng ta lòi vô thế, hết này kêu hầm hợp lý luôn. Thường này TV xong cái chúng ta phải tháp nhanh cái nè nó mới hên được. Đúng vậy, phải có cái giáo án gì đó, phải làm màu xíu anh em. Ok, trả lời anh em nói nhiều lú nữa rồi. Một nhịp nãy chiến nha. Lỡ luôn đi, lỡ luôn. Ủa anh em 12 tuổi hả? Nói chung mày quầy vốn á, ok đợi mình nha. Tính đẹp rõ đang tốt là nãy giờ chúng ta ít lỗ luôn anh em. Lỗ có nhiêu đâu anh em, 40 tuổi giống bình thường nè. Ok, không biết còn ai nhả 126 không? Quốc con 126 nữa, cho nó gọi là vui khung coi. 126, ui có người nhả nè. Xuống được 45 nên mua đâu, ta mua đáng không? Chứ cũng hơi thốn đấy, 125 mà. Cứ nên chơi 125 mua anh em. Ok, giờ mình là để mình tính coi. Nói chung là người anh em chơi 3 hit kia rồi, 3 hit 126 rồi anh em ơi. Ok, để mình tính nha. Ok anh em ơi, xin phép người anh em ơi, hơi huy hoàng gọi là làm nhạc con 126 nữa. Xong rồi lên kèo đập thẻ cho anh em nha. Ok, hit cuối này là hit quyết định nha anh em. Quyết định có nổi hay không đây. Chui hầm đi. TB không vậy, ước được một lần chui hầm nha. Ok, nhịp thứ hai vẫn là thế thôi. Chờ đợi điều kiện tích thiệt lên niêm mừ, hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. 18 tuổi! Ai ồ. Lời nặng luôn. Là 5 tuổi luôn em, hết cuối chứ không chui hầm nhưng mà vẫn ok. Để mình làm trách ra nha. Ok anh em ơi, anh em Nguyễn Hoàng ơi, anh mày nói chung là hôm nay chơi nó đen không lỗ nha, lời luôn. Lời được 3 tuổi anh em. Ok này chắc để cho ngày mai người anh em xử lý tiếp thôi. Giờ chúng ta đi đập thẻ anh em quên, nếu mà chúng ta chơi hết mớ này thì khá là lâu anh em, cho nên khá là mất thời gian về điều đó. Cho nên là thôi, chúng ta đi đó đen thôi. Ok nên đi đập thẻ chứ, ok để mình nha. Happy go chơi lại anh em ơi. Ok anh kèo đập thẻ cho anh em quên nha. Vâng, đây là kèo đầu tiên, kèo của người anh em tài tiễn. Vâng, và đội hình người anh em có tên là Chiếc Cúp thứ 15. Ok, nghe rất là kêu nha. Nghe rất ngầu đó người anh em mà. Và rồi nói chung là người anh em đi kèo đó là gì đây? Vâng, đó là Luka Modric cộng 5 nha anh em. Mùa này mua gì? Autoti. Ok, và bản gọi là bản xịn nha, không chứ không phải hàng phi nha. Ok, mà mức thẻ ra người anh em muốn chúng ta bế lên đó là cộng 5. Ok, chuyển tới hai dòng sẽ lên và xuống sẻ cho người anh em nha. Và phơi thế nào để mình chết nha. Ok anh em, theo mình nghĩ là phơi người anh em để như thế này rồi. Ok, và rồi kèo cộng 5 đầu tiên dòng sẻ xảy ra thật là suôn sẻ anh em. Ngày hôm qua là một ngày thật là tồi tệ đấy, hy vọng hôm nay không tồi tệ như thế nha anh em. Xin được cái gì đó cho anh em coi chứ không phải là sẽ hết nữa thì lại quá buồn gì đó nha. Ok, chuyển thôi, nói nhiều lại đi xa. 1 2 3 4 đầm lỡ nhịp rồi cô Luka Modric. Ôi lâu vậy mình thấy âm thanh hơi bị lắc rồi, chắc cho mình xin lỗi quá người anh em ơi. Quá rồi anh em ơi, mình thấy trong lòng thấy trong sao rồi đấy, thấy cấn cấn rồi đó nghe. Ok xin lỗi người anh em, để mình tiến thôi. Kê trở lại nha anh em, vâng đây là kẹp của người anh em anh Khoa. Ok, thật sự kẹp cùng năm đầu tiên đi, mình khá là buồn anh em mà. Mình thấy cấn rồi đó, quá trời cấn luôn nha anh em, cấn đậm luôn. Ok, đã kèo người anh em đi là gì đây? Vâng, người anh em đưa 11 kèo nha anh em, 11 kèo cũng sao. Ok, chuyển thôi. Và rồi phô người anh em kim này tự sắp anh em mà, từ nhỏ đến lớn thôi. Đơn giản, hai con. Ok, cửa này đầu tiên chắc đi ngồi đó anh em ơi. Đi ngồi lên thì chán nha. Ok, nó lại xịt nha anh em. Cũng có bán ngồi rồi. Và rồi kỳ thứ hai chúng ta chơi đó là cửa này đi. Ok, từ lỗ đến lớn anh em ơi. Phải chắc 107 rồi. Ok, fan này chơi nhịp coi. 1 2, hãy biểu bài đập nha anh em. À, không nhìn phần này nha, tí dễ thì cũng cao lắm nhưng mà nếu lên thì vui cho người anh em. Quái rồi. Vui cho người anh em nha anh em. Xuuuu. Được phải tí. Quái rồi, đơn giản nha ta.
Ok, một kèo đã chinh phục được 11 kèo nhưng mà đây là một kèo rồi đúng không anh em? Ok, táp dân cái để mình gãi cái này mà đang bị ngứa. Ok, tiếp tục như thế, đập qua đây. Đập cứ là B anh em, cứ nhìn cũng nói y chang mua thẻ mới đập này. Rồi phôi xem mình nghĩ là 107 nữa rồi. 3 270. Hồi nãy hai quỷ ba đập đúng không anh em? Làm lợi cái dấu hai quỷ ba đập tí thôi. Biết đâu được. 1 2 dứt khoát là sự đúng đắn anh em. Dứt khoát mới được thành công. Ok, vẫn không nhìn, nữa mới hiên. Đúng không anh em? Ok, đằng này thì sai nha. Tiếp tục thôi. Rudiger hả? Ok, chắc chúng ta gọi là chính Rudiger luôn đi anh em ơi. Ok, đập luôn. Rudiger nếu mà lên thì 4 tôi 6. Ok, bắt đầu giá trị còn cao hơn rồi này. Bắt đầu căng căng nha anh em. Để cứ cho một mình có quá bỏ vô luôn. Ok, còn 6 lần này không full, 4 mạch thôi, 4 mạch nhí. Chính em ơi, lần này chứ 6 nhịp. 1 2 3 4 5. Nhiều kèo quá cho nên đặt tốc độ xíu nha anh em, sorry người những người anh em quên. Ok rồi, nhưng mà mình không nhìn nha anh em. Mình đợi cho ánh sáng tự quyết định, mình đợi chứ mình nối với lẹo lưỡi anh em ơi. Ok, nói chung là xịt nữa anh em mà mình tưởng lên không thấy nhịp sáng cao quá nhưng mà không nha anh em, điều đó không xảy ra rồi. Ok, nó chỉ là 3 kèo đã đi rồi đúng không? Tiếp tục thôi, đó là kèo gì đây? Varon đi. Ok, Varon xong từ One Tiger, xong Netvest, xong tới Vidic. 207 nữa rồi. 307 anh em ơi. Ok, lần này full luôn nha. 9 thôi. 1 2 3 4 5 dứt khoát nó mới tạo được cực phát, anh em ơi. Còn nó nói chuyện cả lắm quá ta, nó cấm trong lòng quá mà. Ok, xịt tiếp. Quái ồn, lấy lên đúng kèo trời. Vậy thì quái ồn lắm luôn anh em ơi, thật là chán đời đấy. Ok, sơ quan đi cơ thôi. Liên tục nó như thế mà. Phôi thế nào, ui sơ quan giá rẻ này. Ok, phôi 3.7 luôn anh em ơi. Dứt anh em ơi. 1 2 3 4 luôn kèo nó đi. Sao đúng kèo quá ồ lắm luôn ấy, đừng như thế. Trời ơi, nhiều sáng này. Nó vẫn cứ thế thôi anh em ơi. Ok, tiếp tục thế nào. Đặt GK đi anh em. GK 17 nữa, 2.37 tiếp. Ok, mình có linh cảm kèo này sẽ lên anh em ơi. Liệu linh cảm có đúng đắn hay không đây? Chiến anh em. 1 2 3 4 5. Đúng hay không? Sẽ đúng mà, không tin tưởng gì đâu có sẽ xảy ra. Nhưng mà nhịp sáng này thì say no. Rồi một kèo đó đúng kèo trời. Vãi thật. Tiếp tục là ai đây? Đập nét vết anh em ơi. Ok, chiến luôn. Vô dự thì sẽ đi mà. Giúp khác trong thằng lời nói về từng kỹ chỉ nha anh em. Lần này chắc chúng ta 3 nhịp, 2 quỷ 3 đập nữa anh em ơi. 6 nhịp ở đâu quá mà. Chiến 1 2 Dứt. Một ngày đập trẻ quá nhanh quá nguy hiểm. Liệu đi, cứ đi nữa không đây? Một sáng này thì theo mình đánh giá thì có hy vọng. Nó phải vậy. Mà đây là nét vết. Vậy thế chứ, lên được một kèo, 11 kèo nhưng lên được 2 kèo rồi. Xịt. Thôi chưa, để nó xịt 9 kèo nhưng mà chưa nha anh em, chưa hết mà, đâu biết được. Ok, hồi đó nét vết lên 6 thì cũng khá cao, có đợi mình nha anh em có biết. Trở lại anh em, sau những khoảng thời gian gặp sự cố thì mình cũng đã trở lại rồi. Ok, mình giờ mình đang ra ngoài hiên, mình ngồi quay cho anh em coi nha anh em, khá là mũi nha anh em. Ok, chiến thôi, 6 nhịp tiếp. Lên được 2 kèo là quá vui vậy nha anh em, quá đủ rồi. 2, lên nữa thì đẹp luôn. 3 4 5 lên luôn chứ đâu mà. Dứt khoát. Trời ơi, lắc chứ. Không cưỡng nhịp nữa, mình vẫn không nhìn nha anh em. Ok, kết cục là bị 4 luôn. Tiếp tục thôi, 2 kèo ở T cuối cùng luôn anh em. Thôi đó là cụ Chabun Kun và gọi là Kalui. Đập Kalui trước đi. Phôi thế nào? Vẫn là chơi 7 thôi, full vạch tiếp. Ok, dứt khoát lần nào anh em ơi. 1 2 3 4 Lần này 5 nhịp đánh đừa tâm lý luôn.
biết đâu ok vẫn về bốn em ơi, bảy rồi luôn. Ok là ngày táp gian cái nhẹ xong vô lợi nè, xong cái nó vô cái thế nha nè. Ok cụ này lên, nếu mà lên sáu giá bao nhiêu vậy? Ủa nó bị lắc chứ không hiện giá lên. Xong này chắc mình ra mở mạng quay quá, cái này to quá anh em, ngồi lắc khó chịu phải rồi luôn à. Có gà sáu tội thôi anh em à. Ok dòng cụ sẽ lên tiếng cho người anh em này, 11 kèo nhưng lên được 2 kèo rồi nha anh em. Ok chuyển thôi. 1 2 3 4 5 chiến. Ok kết cục nó lại đi nữa anh em à, 11 kèo nhưng lên được 2 kèo nha anh, 9 kèo anh em ơi, vãi hồ luôn. Nhưng có lên đỡ hơn không anh em à. Ok giờ ổn áp nha người anh em, tiếp tục đây mình thích nào. Chuyển theo này, ok trở lại thôi. Vâng đây là kèo của người anh em Quân, kèo của tổ Win Cup 6 anh em ơi. Chuyển luôn, tốc độ luôn anh em ơi. Ok tiếp tục là những sự gấp gáp anh em ơi, sự gấp gáp sẽ tạo nên cực kịp tác hay là mình chắc thôi. Cana vẫn cứ thế, vẫn lại là phun và thôi nào. Và đội sớm nhảy nha, tiếp luôn. 1 2 3 4 5 6 Trời báo không ăn nữa. Đời thực sự cuộc đời này chém ngang bỡ tan, ai đưa cuốn đời sang lỡ len lỡ làng. Và rồi lụm hay không đây. Nó phải vậy. Hồi nãy đặt 11 kèo cũng sao mà đi lên vãi rồi, đặt 11 kèo cũng sao vãi rồi luôn. Và rồi đi giờ nó có cảm giác là cũng sao anh em, đặt cũng sao quá nhiều rồi, bây giờ nói chung là quá lại cảm giác anh em, không nên nói nhiều lú nữa. Ok đến đây thôi. Và rồi quá vui cho người anh em, đơn giản nói chung là sự gấp gáp sẽ được kịch tác mà anh em, đọc tốc độ nói nhiều lại đi. Ok đã mình tiếp. Here we go, tiếp tục kèo cuối nha anh em, kèo cuối mình sẽ nhận ngày hôm nay. Vâng vẫn là lại là kèo cũng sao. Vâng kèo của người anh em gì đây, kèo của người anh em trung hiếu anh em. Vâng người anh em kèo đấy là Ultimate cùng 6 anh em, một tuần tây 23 đúng không ta, 23 24 ta đúng rồi, 24 23 thì ok 24 anh em. Không có chén thôi, đang có cảm giác đọc 6 nhá rồi vô khung anh em à, thôi ok đang chắc nha. Ok để phun vạch cho người anh em luôn nha anh em, cho nó chắc kèo anh em ơi, cho an toàn cho người anh em, bây giờ xịt thì đỡ nó hối tiếc anh em à. Ok chiến thôi, tốc độ và sự gấp gáp của mình. Ok hôm nay là sự gấp gáp có thể tạo nên kẹt tác nữa. 2 3 xin lỗi anh em nha, theo tiếng nhịn xíu. 4 5 Leo Simon lắc dữ vậy ta, phải rồi lắc luôn. Trời lắc kiểu này cũng đi nữa quá, thấy diện đỏ nữa rồi. Ok sao đi người anh em nha, lần này không tạo nên được kẹt tác anh em ơi. Ok nói chung là quá là đáng bừa cho người anh em, tiếp tục đại mình thôi nha anh em. Qua sân khách, sân khách là bị nhiều kèo đấy. Ok đại mình nha, hay do nè, qua sân khách nha. Vâng kèo đầu tiên sân khách, kèo của người anh em Đức Toàn Quân Quẩn, và đó là kèo con sáu nữa. Vâng đó là kèo cụ Luka Modric cho anh em, một sẽ là cũ rồi nhưng tẻ nét. Ok sáng luôn, còn sáu bây giờ đang nhất là vô form nha. Ok và phôi cũng đơn giản luôn, phải rồi phôi đơn giản nhưng mà vạch thì không đơn giản cho lắm nha, phôi luôn. Ok một màu xanh lét luôn này. Ok và liệu có may mắn hay không đây, để mình chỉnh xíu nha, để mình chỉnh cái tai nghe lại cái nha. Ok anh em dứt nha anh em, không liên thiên sao đi người anh em trước nè. 1 2 3 4 5 lên cụ Luka Modric kia cộng 5 không lên, giọng con 6 cụ sẽ lên tiếng nha cụ, chứ cụ đi nữa thì hôm nay không có gì với cụ rồi. Thật sự là hôm nay có gì luôn, quá buồn nha, sorry người anh em luôn. Ok để mình. Ok anh em trở lại thôi, vẫn đó là lại là kèo con 6, kèo của anh em triệu phố. Ok đây mình cũng quen thuộc thôi. Vâng là kèo của anh em đó là Kili Bali và gọi là cửa Andro Fernandez cộng 7 anh em. Ok vào đây mới thấy được Andro mùa này mùa cái mùa hero đúng không, mùa hero gì quên luôn anh em ơi. Ok nói chung là chiến thôi kèo nó. Ok cộng 6 chứ nghe này, cộng 7 trước luôn đi. Ok đợi mình nha anh em, con gì để bui mình khó chịu đợi. Ok anh em ơi, Enzo lấy Enzo đi mồi cho Kilibali anh em à. Ok chuyển nha. Không biết bà đập thôi, đơn giản là như thế khi lên đó chứ. Thường anh em đập tiết chơi nó mới lên, còn anh em mà đập tấm đắc anh em thì nó không bao giờ lên.
cuộc sống như rằng anh em à, mình nói mà. Mình nói sao anh em, đặt chơi nó mới lên mà. Ngộ thật anh em à, đi mồi mà. Nên bảy giá có 8 xị thôi anh em, này cũng 8 có 2 tuổi 5 mà. Vãi hồ luôn em ơi, đi mồi xuống lên em, giờ sao anh em, giờ đập đi đấy. Người em đó đưa, giờ không đập người em buồn anh em ơi. Không kia đi mồi cho người em cái đi anh em, giờ đang vô có thể... Đang vô thế lên tiện đi mồi. Cuộc sống này phải mạo hiểm một lần chứ anh em. Phải mạo hiểm, muốn chinh phục được cái gì đó chứ không phải mạo hiểm anh em ơi, phải đánh đổi cái gì đó đúng không? Ok, thì sự mạo hiểm này của mình nó có tạo nên kịch tác hay không? Từ bữa đứng chờ để đỡ thôi. Ok, 116, nó vô khung vừa đủ bạch nè. Ok, vẫn là hai con phôi. Mình tin tưởng về một pha lên hai kèo liên tiếp nha. Chuyển luôn em ơi. Một, hai, phải đập chơi nha anh em. Ba, đập chơi thôi. Bốn, đập chơi mà. Năm, đập chơi khi lại lên em. Giỡn thôi, xịt chứ đâu à. Những cái nhịp sáng này thì mình nghi. Ok, để cho mình sau đây người anh em nha. Lên được kèo còn 7 Endofinidad luôn, quá nhiều cho người anh em. Kilibri đập không biết bấy mấy lần rồi nhưng mà xịt hoài, khá là buồn vì điều đó. Ok, để mình tiếp nha. Ok, chuyển tiếp anh em ơi, tiếp tục là đó là vẫn lại là kèo 6 nữa. Vâng, đó là kèo anh 7, còn 6 anh em 7 mà flash 6. Vâng, kèo của người anh em mạnh, anh em hạnh phúc. Ok, lại là anh 7 à. Cứ nhắc về anh 7 là câu chuyện buồn nó lại vô về nữa rồi. What's up trả lời anh em, vâng phone người anh em để thế này nha. Ok, chuyển thôi, dòng anh bay sẽ trả lời nha. Anh bay xịt nữa thì em lại khóc đấy anh ơi, chuyển nha. 1 2 3 4 5 Cristiano Ronaldo. Nhịp sáng này. Ok, anh bay lại đi nữa anh em ơi. Kết cục nó lại tồi nữa rồi. Ok, để mình tiếp nha. Sorry người anh em. Trở lại đây em ơi, tiếp thôi. Vâng, đây là kèo của người anh em, gọi là Ngọc Vinh em à. Vâng, và người anh em đưa kèo đó là sẽ là 7 cộng 7 nữa. Lại là anh 7 nữa. Ok, đập anh em ơi. Ok, what's up, trở lại đây ai phôi. Người anh em để thế này nha. Ok, chiêm nghiệm cộng 6 cuối cùng đi anh em. Anh mày chuẩn bị ấn nha. Chuyển anh em ơi. 2 3 4 5 6 anh 7 ơi. Em nghĩ lại rơi lệ nữa rồi anh em à. Đúng không? Quá đúng luôn. Thôi ơi, mấy rơi lệ nữa. Quá chán với điều đó. Ok, để mình kêu cuối nha. Sao đi người anh em. Here we go, chuyển tiếp nè. Vâng vâng, và đây là kèo của người anh em thấy nè. Vâng vâng, người anh em kêu gì đây? Ok, và mọi người em nói kèo đó là cụ này siêu đớp cộng 5 dưới kèo Eto cộng 7 anh em ơi. Ok, đặt cụ này trước nha. Ok, đặt mình chết phôi. Ok, anh em vâng và phôi, anh em để cho siêu đớp như thế này không phun vạch nha. Ok, chuyển thôi. 1, 2, cái bài đặt anh em ơi. 2 đây, chữ đúng nhịp đi anh em. Ok, gần cái cuối giờ tự nhiên tinh thần nó xuống quá anh em ơi. Thật sự không còn năng động như hồi nãy nữa. Ok, nói chung là lộng nha anh em. Xíu nhẹ thôi. Tự nhiên mình cảm thấy buồn ngủ quá. Ok, nói chung là bây giờ cho người anh em nha. Ok, từ kiểu thứ hai anh em tôi cũng 7. Và đợt phương thế nào để mình tránh luôn. Vâng là phương người anh em để thế này nha anh em. Đấy ồ. Người anh em giỡn hả? Thiệt có vậy người anh em. Vãi rồi, theo nghĩ chắc phôi người em để thế này quá anh em ơi. Có người ta chắc đi hỏi nó rồi. Ok anh em, phôi người em để thế này luôn nha anh em, mình khá chiến. Chiến gì người anh em. Ok, nói chung là bỏ ấn khứa y chang vô thì nó sẽ có thể bảo vệ sẵn cho anh em nha. Ok, phòng 6 y chang. Hai con trung hợp để thành bò của anh em mà. Người em nói nếu lên 7 sẽ có vòng 8. Bỏ là câu nói đó thôi. Chuyển nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7. Con số 7 nguyên thuộc đó thôi nào.
cứ nhìn mò nhìn đỏ luôn. Ok, không có điều kỳ tích nào hiện lên rồi anh em ơi, cho em sorry điều đó nha. Ok, tiếp tục đây mình nha, và kèo cũng 8 thôi kèo cuối anh em. Ok, chào lại anh em kèo cuối cùng nha, kèo của người anh em Hải Đăng. Vâng, đó là kèo cộng 8. Vâng, ngoài đó là cụ CB này còn 8 nha anh em. Vậy là cánh cụ này vô thôi là hình người anh em lên giá gần 2471 tội anh em. Con số là khủng khiếp. Tuy hàng free nhưng mà không biết sao giá trị quá là thốn luôn anh em. Còn 72360 tội. Thật là khủng khiếp anh em à. Quá luôn. Ok, lên 8 nó chịu bao nhiêu đấy? 3000 không? Lên 8 nó chịu 7300. Thấy rồi. 7310 tội. Liệu có thể bế đi lên thì không đây. Ừ, có thể lên đi mà. Ok, lên thì siêu phẩm đó anh em. Sườn súng nấy 7300 tội. Tin không ăn được. Giá trị nó chỉ mang tính chất gọi là lấy tinh thần ra đập anh em à. Chứ không có giá trị trên thị trường chuyển nhượng nha. Ok, cảm nhận ngoài dứt thôi nào. Mà cũng khá là ổn này. Ước gì có thể lên kia cộng 8 này. Ước hôm qua xịt quá nhiều kia cộng 8 rồi. Hôm nay chuột lỗi là một kèo đấy. Cậu xin luôn đó game. Xe cách à, hãy lên tiếng giúp mình đi. Ẩn nhờ anh em, nó nhiều lại đi. Một dịp. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Dứt. Quạt. Ấp màn hình luôn. Rồi mình để màn hình nó bị say luôn hay giờ anh em ơi. Cái cục là nó vẫn đi thôi. Không có kỳ tác nào hiện lên rồi anh em à. Thật là sorry anh em nha. Ok, và cảm và cũng cảm ơn tất cả anh em của ngày hôm nay rất nhiều. Và cũng cảm ơn anh em đã xem hết clip. Và rồi anh em có nhu cầu gì thân thương hề ở dưới comment hoặc là trong phòng mô tả nha anh em. Ok, bye anh em. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ không đen như ngày hôm nay. Chuyện hôm nay không đen lắm. Hôm nay có mấy kèo cộng 6, một kèo cộng 7 lỗ cũng đỡ anh em ơi, đỡ xin hết nha. Ok, bye anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.